Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên đánh giá các cái xe đạp thể thao nhập khẩu chính hãng. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Crolus. Hiệu này là hiệu của Pháp các bác nhé. Crolus Ben Migum 520R. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho chiếc cho các bác xem chiếc xe này nhé. Chiếc xe này thì rất là mới các bác. Đi rất là ít luôn. Đây về phần sơn này em sẽ quay từng cái gióng một cho các bác xem. Đây này, mã hiệu đó là Ben Vium 520R. Gióng sơn rất là còn đẹp luôn. Có cái dòng chữ này Lightweight Alloy Technology là cái nhôm trọng lượng nhẹ, công nghệ nhôm trọng lượng nhẹ. Crolus càng nhôm công nghệ trọng lượng nhẹ. Xe được trang bị một đôi Mayer Novatec bi vòng. Mayer Novatec này thì rất là nổi tiếng trong cái làng, những cái bác chơi xe đạp mà lâu rồi thì cũng không lạ gì cái thương hiệu này, khá là tốt. Được trang bị full group Tiagra từ phụ phanh, tay lắp cho đến gạt đĩa đè đùi. Đấy. Gạt này, đùi này, xe đi rất là ít nên là hình thức còn khá là mới các bạn. Đè lip 10 tầng. Cái Mayer sau cũng là Novatec luôn, bi vòng quay rất là bon. Phụ phanh trước sau Tiagra. Yên thì còn rất là đẹp. Cọc yên Crolus. Con này là size 50, tí nữa em sẽ đo gióng ngang và gióng đứng cho các xem. Còn trên khung rồi đang đề là size 50. Professional là thiết kế khung đặc biệt. Full hết Tiagra các bác nhá. Đùi đĩa, gạt đĩa, củ đề, lip, tự phanh và tay lắc. Giờ sẽ vào đo size đứng cộng với size ngang cho các bác xem phù hợp với chiều cao bao nhiêu nhá. Size đứng là từ tâm trục đẹp đến khóa cọc yên này, là đóng đúng là 50 như là trên khung đề luôn. Rồi, đóng ngang. Đóng ngang từ tâm cọc yên. Rồi đến tâm cổ cốt là cũng là 50 luôn. Ngang 50 đứng 50 phù hợp cho các bác từ 1m67 cho 1m77. 1m67 thì sẽ đi vừa con này. Nói chung là lên quanh ở trên dưới 1m7. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Bây giờ sẽ đi vừa. Vào cái tầm 6 các bác không đi được. Giờ em vào quay chuyển động cho các bác xem nhé. Lip 10 tầng. Con này chuyển số chuyển má rất là êm. Chuyển đĩa. Đang đĩa to chứ đĩa nổi. Đây đĩa to. Rất dễ dàng một lượt vào.
Mayo đi vòng lắm anh. Mayo đi vòng Lovatec, hay còn gọi là bạc đạn nhất, đúng không em? Vâng, chiếc xe rất là đẹp, full group Tiagra. Giá thành thì rất hợp lý để cho các bác chơi. Xe có giá bán bên em là 11.800.000. Bao ship tận cửa nhà toàn quốc, dành cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm thì nhắn tin Zalo số 0975 709 943 ở trên màn hình đấy ạ. Các bác nhắn tin Zalo cho em nhé để em tư vấn thêm. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký ở dưới bên phải màn hình nhé, để theo dõi những cái xe mới bọn em đưa lên trên kênh thì YouTube nó gửi thông báo cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.